khó tin cậu bé 4 tuổi nhớ được chuyện kiếp trước, kể vanh vách mình từng là một diễn viên Hollywood. Chắc các bạn còn nhớ tin 3 phút bí ẩn đã từng đề cập đến một cậu bé người Mỹ nhớ như in chuyện kiếp trước. Vậy liệu đầu thai chuyển kiếp có thật sự tồn tại? Hãy cùng đến với câu chuyện thứ hai để làm rõ thêm về giả thuyết này nhé. Câu chuyện xoay quanh cậu bé Ryan Hammond, sinh năm 2004 tại bang Oklahoma, Mỹ. Năm vừa lên 4 tuổi, Ryan bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng làm tỉnh giấc trong tư thế ôm chặt lấy lồng ngực và nói rằng con không thở được, khiến bố mẹ cực kỳ lo lắng. Trong thời gian đó, Ryan cũng thường xuyên tự nói lảm nhảm những câu thoại khó hiểu, làm những hành động giống như đang tham gia đóng phim, và cậu nhiều lần nói với bố mẹ rằng mình từng là một diễn viên đình đám. Mẹ của Ryan là cô Cindy ban đầu không để tâm đến việc này vì nghĩ rằng con trai mình xem phim quá nên bắt chước theo. Nhưng càng ngày tần suất lặp đi lặp lại của cậu bé càng nhiều hơn, và đỉnh điểm là lần cậu bé khóc lóc van xin mẹ hãy dẫn mình về nhà ở Hollywood, cách nơi ở hiện tại hàng vạn dặm, thì lúc này cô mới bắt đầu thử hỏi chuyện con trai. Cậu bé kể vanh vách với mẹ rằng kiếp trước cậu từng là một diễn viên Hollywood nhưng lại qua đời khi còn rất trẻ sau một cơn trụy tim, và mong muốn mẹ giúp cậu trở về với gia đình lúc trước của mình. Ryan còn kể thêm về cuộc sống xa hoa với những chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng các người đẹp bên cạnh. Những câu chuyện chi tiết đến mức khó tin lại được nói ra từ chính miệng đứa con nhỏ tuổi của mình khiến cho cô Cindy nửa tin nửa ngờ. Mãi cho đến một ngày cô thử cho Ryan xem một cuốn sách về Hollywood thì vô cùng bất ngờ, ngay khi vừa lật tới bức ảnh của nam diễn viên Matty Martin được chụp lại trong một khoảnh khắc của bộ phim Night After Night sản xuất năm 1932, cô bé Ryan đã chỉ vào bức hình và nói, đây là con đã từng là người này, khiến người mẹ nổi hết cả da gà. Cô bé còn mô tả chi tiết cảnh quay trong một bộ phim của mình. Trong bộ phim đó, diễn viên Martin tham gia với vai trò là một diễn viên phụ. Đặc biệt hơn cả, Ryan còn kể rằng cậu từng là bạn thân của một nam diễn viên đóng phim cowboy vào năm 1932. Chàng trai này từng được mời đóng quảng cáo cho một hãng thuốc lá. Người này sau đó đã được xác định đó chính là Golden Nancy, một diễn viên chuyên đóng các bộ phim cowboy ở miền viễn Tây của Mỹ và là người đại diện của hãng thuốc lá Viroid. Khi nghe đến câu chuyện hy hữu trên, các hãng truyền thông cùng các nhà nghiên cứu ngay lập tức tìm đến nhà của Ryan để xác thực những câu chuyện. Tại đây, cậu bé đã viết ra tổng cộng 55 thông tin, sự kiện trùng khớp với các câu hỏi được đặt ra như màu sơn chiếc xe của người diễn viên này, mẹ ông có mái tóc xoăn màu nâu, có đứa em gái kém ông 3 tuổi và khoảng thời gian ông trình diễn trên sân khấu của Broadway, v.v. Tất cả đều trùng khớp với cuộc đời của nam diễn viên Matty Martin. Câu chuyện kỳ lạ của cậu bé Ryan trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và còn được chính giáo sư Tim Tucker, người đã dành cả đời để nghiên cứu về tiền kiếp, dành hẳn một chương trong cuốn sách Return to Life để ghi chép về cậu bé này, bên cạnh 2.500 trường hợp có khả năng nhớ lại cuộc sống từ kiếp trước mà ông đã nghiên cứu qua nhiều năm. Dĩ nhiên giờ đây, khi đã là một cậu thiếu niên 18 tuổi, những ký ức về cuộc sống trước kia cũng phai dần, và Ryan cũng nhận ra gia đình hiện tại mới là điều trân trọng nhất. Câu chuyện ly kỳ của cậu bé Ryan là một bằng chứng thuyết phục, góp phần khẳng định thêm về giả thuyết luân hồi chuyển kiếp là có thật. Còn các bạn khán giả của tin 3 phút bí ẩn, các bạn có tin vào việc đầu thai chuyển kiếp có tồn tại? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 phút bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của tin 3 phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.